Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một video để chia sẻ chúng ta về một cái men dòng Sony. Hiện tại thì cái men dòng Sony nó mắc cùng Vcore. Thì chúng ta có mấy cái mức nguồn, giống như những bài trước mà tôi nói là nguồn cuối cùng đó là nguồn Vcore. Thì dòng Sony á, nó mắc một cái nguồn nào, nguồn thứ cấp hay là nguồn Vcore, là nó sẽ có tình trạng là nó sẽ chạy lên là nó tắt, chạy lên tắt. Nó không có giống như những cái dòng men khác là chạy lên là nó đứng dòng ngay đó, nhưng Sony là chạy lên nó sẽ tắt ngay. Thì đây tôi sẽ kích tình trạng như này cho các bạn thấy. Đây chúng ta sẽ kích nguồn ha. Rồi ở đây nó đang đứng dòng. Ở đây thì tôi đã làm lại IC Vcore rồi, nhưng mà làm lại nó cũng không hết, nhưng mà nó không còn kích tắt nữa mà nó sẽ chạm dòng, nó sẽ đứng dòng ngay là 0.39. Thì đa số thì chúng ta muốn xác định được khối nguồn Vcore có hay không thì bắt buộc chúng ta phải xác định được các khối nguồn thứ cấp trên dòng men đó là nó có đầy đủ, thì chúng ta sẽ mới là nghĩ đến là cái khối nguồn Vcore nha. Ví dụ ở đây như tôi có những, đây là một cái trang của khối nguồn thứ cấp của dòng men Sony. Chúng ta thấy nè, 5V sớt, 3V sớt hay là 1.5 gen, 1.5V sớt, 1.5V sớt đó là nguồn gam, nó chuyển đổi thành là 1.5 gen để cấp vào IC Vcore chúng ta. Và 5 sớt, 3V sớt hay là 3V gen hay là 5V gen, đều tất cả cái khối nguồn thứ cấp này nó sẽ cấp vào IC cho chúng ta. Để đây, nếu mà sạc đến cái IC của chúng ta thì tôi biết là đo các cuộn dây. Các cuộn dây IC VL8. VL8 này chính là khối nguồn IC Vcore, nó được quản lý bởi con PU28 ký hiệu trên mainboard, và modem của CU này, IC này chính là con mắt 17030 ha, 17030. Đây các bạn, nó là IC này, nó được quản lý bởi con này. Thì ở đây nè, chúng ta sẽ xác định được ngay thôi. Bây giờ chúng ta kích lên. Các bạn sửa dòng men Sony là các bạn phải dùng đồng hồ, chúng ta sẽ quan sát và đồng hồ phải nhảy một cái số volt gạt thật là nhanh để chúng ta biết được nó có hay là không. Giữa đây tôi sẽ kích dòng lên, các bạn thấy là nó sẽ nhảy lên 1V rồi, để có ha. Về men này thì khỏi là IC Vcore thì nó đã đứng ở cái dòng là 0.39 rồi, cho nên chúng ta đo đo khối nguồn nó dễ hơn. Còn những trường hợp mà nó kích tắt thì chúng ta phải bắt buộc quan sát nhanh. Bây giờ tôi để tôi gắn cái tản nhiệt vào. Nó chỉ mắc IC Vcore thôi nha, cái nguồn Vcore thôi, chứ nguồn VCCSA là nó vẫn có rồi, cho nên là CU của chúng ta cũng tỏa nhiệt. Đây các bạn thấy đây. Ở đây nè, 3V gen. 3V gen nó cũng cấp vào IC Vcore. Rồi 5V gen. Đó, cho nên vì sao mà chúng ta cần phải xử lý các khối nguồn thứ cấp trước, sau đó chúng ta mới là tới khối nguồn Vcore. Đó là cái nguyên lý hoạt động của một cái mainboard máy tính nói chung, còn laptop nói riêng. Đó, các bạn thấy cần phải có những khối nguồn đó trước nha. Rồi bây giờ tiếp tục. Đây. Ok, bây giờ tôi sẽ đo điều kiện. Thứ nhất là tôi sẽ đo cái khối nguồn nuôi của nó nè. Các bạn thấy ở đây nó được nuôi bởi cái khối nguồn 5V gen ha. Và đồng thời cái lệnh tone này á, chính là cái lệnh mà ra tần số, là nó được lấy điện áp từ cái DC fan-out. Đây là chính khối nguồn đầu vào. Nó mang cái dòng điện là 5A. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo điều kiện, và lệnh end của nó chính là cái lệnh là shutdown. Shutdown trang 13 được mở ra từ con ICSTO mang cái lệnh là VR on ha, VR on. Rồi chúng ta sẽ đo khối nguồn nuôi nè, trang số 26 và số 7 và 13 để chúng ta biết được nó đã đầy đủ nguồn chưa. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn và đo. Bây giờ nó không còn tắt nữa cho nên là cũng dễ đo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đo trang số 26.
5V. Rồi, số 7, số 7 thì chúng ta đó là cái VCC. Tôi cần hỗ trợ. Bảy, 5V. Rồi. Còn lệnh shutdown là lệnh điều khiển. Lệnh điều khiển đó là trang số 13. Chúng ta sẽ ra trang số 13. 3/3 đủ điều kiện. Nhưng mà nó lại mở về cái cuộn dây chúng ta nè, cuộn dây V-Core. 0.1 thôi, rất là thấp. 1V VC đã có nè. Này 3V 5V. Đây là nguồn RAM có luôn. Đây là nguồn chip có luôn, chỉ mất khối nguồn V-Core thôi ha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thay thử con IC V-Core. Chúng ta được sửa muốn sửa được khối nguồn V-Core. Cái đó là khối nguồn cuối cùng thì chúng ta phải xác định được phải có các khối nguồn thứ cấp trước đã. Rồi, ở đây tôi có một IC. IC giả men thôi. Rồi, chúng ta sẽ thay vào thử xem. Đây, chúng ta phải cố gắng vuốt chân cho nó đều hết nha. Rồi, chúng ta sẽ vệ sinh và chúng ta sẽ kích lại thử xem nó có kết quả gì khả quan không. Rồi. Mở lên thôi các bạn. À. Ê, sorry. Thay nhầm trang rồi.
Rồi, bây giờ chúng ta mới thật sự kích lại đây. Chính có vô chưa? Chưa có nguồn đầu vào. Khóa nguồn đầu vào rồi. Có rồi. Có rồi, nhưng mà sao nó không ăn dòng đây? Khả năng ICP coin đang chạm rồi các bạn. Rồi, do tôi gắn sai sai trang IC nên nó bị đánh chết con Fed V coin thôi các bạn. Bây giờ tôi sẽ thay lại con Fed này nha. Rồi, sau quá trình tôi gắn Fed 19 của ICP coin thì tình trạng là hết chạm rồi. Bây giờ tới cái co, và đồng thời tôi tìm ra nguyên nhân đó là nó cũng gây ảnh hưởng nha các bạn. Bây giờ là phép với co hết chạm rồi đấy, là phải hết chạm ha. Rồi, và kết quả cuối cùng á, main này nó bị đó là nó chạm một con tụ, con tụ này rất là khó mà chúng ta nhận dạng ngay khu vực này đây các bạn, ngay con tụ 19, ngay tụ 19 mà nó ngay cái khối mà nguồn 3V 5V ngay con Fed V-Coin. Thì đây là cái nguyên tụ là PC186, PC186 của chúng ta đây. Đây PC186 là tất nhiên là do một đầu tụ nó bị rỉ, nó bị rỉ màu vàng. Rỉ nói chung là do là nó bị nước vào hay là vấn đề gì đó mà nó nghỉ tụ. Là nó nghỉ tụ nó làm cho ảnh hưởng cái tụ 19 này. Đây là cái khối nguồn đầu vào chúng ta cấp về nuôi cho IC35. Tuy IC35 vẫn có nguồn và dẫn kích nguồn được, nhưng mà nó do nó vỉ, chỉ cần nó vỉ một con tụ này thôi, nó sẽ kéo cái nguồn mà cái dòng điện ampe đó các bạn, cho cái nguồn cấp vào cái con IC này, IC chúng ta nè, dòng điện nó bị chập chờn, cho nên nó gây ảnh hưởng là cũng mất luôn nguồn V con. Cho nên dòng main nó cực kỳ khó chịu ở chỗ là nó rất là phức tạp, ở chỗ là nó có nhiều cái khối đó. Cái khối bảo vệ cũng làm ảnh hưởng đến cái tình trạng kích tắc, rồi khối nguồn V co hay là khối nguồn thứ cấp vân vân, tất cả và kể cả khối nguồn đầu vào. Tuy là chúng ta đo có nguồn đầu vào ha, nhưng mà khi chúng ta kích thì nó sẽ ngốn dòng điện, và dòng điện nó khi mà nó bị rỉ tụ tại con PC186 này, nó cũng làm ảnh hưởng dòng điện cấp về cho IC35V. Theo như lý thuyết thì chúng ta thấy ở trên IC35V nó không có ảnh hưởng gì mấy đối với IC mất nguồn V co, đúng không? Nhưng mà nó chỉ cần điện tụ này nó lại gây ảnh hưởng, đó là thiếu nguồn V con và tình trạng của nó sẽ là kích tắc. Thì con tụ này rất là nói chung là các bạn quan sát rất là kỹ thì chúng ta mới thấy là cái đầu tụ nó rỉ nha. Cho nên là rất khó, chúng ta phải khò ra, các bạn phải khò ra thì mới thấy đầu tụ nó rỉ trên mainboard. Và sau khi mà tôi gắn cái đầu tụ này, tôi gắn cái đầu tụ đây ngang tụ này, sau khi tôi gắn để cho nó gọi là tụ là dùng để làm gì, lọc nhiễu tín hiệu dòng điện. Cái tín hiệu chúng ta qua mà nó bị rỉ thì nó làm cái tín hiệu chúng ta chập chờn theo dạng hình sóng hoặc hình sin, thì chúng ta càng gắn nhiều tụ thì cái dòng điện nó càng đi bằng phẳng, cái tín hiệu dòng điện càng đi bằng phẳng đó, cho nên là con tụ 19 này nó gây ảnh hưởng. Rồi các bạn, để tôi sẽ cấp dòng và tôi sẽ đo lại cho bạn thấy. Đó, về dòng main của laptop mà dòng Sony nó cực kỳ khó chịu, những tình trạng kích tắc là đa số là bệnh thế kỷ dòng main Sony. Cho nên chúng ta khoan từ từ hả, làm chip hay là làm tất cả những cái gì mà nó khó quá chúng ta khoan, là chúng ta phải xử lý tất cả những cái cơ bản trước cái đã. Các bạn thấy rồi, nhảy dòng lên 1.5
1.9 xuống 1.76. Tôi sẽ đo lại cái khối nguồn với coi cho các bạn thấy. Đây, 1 V. À, chúng ta thấy đồng hồ là 1 V nha. Rất là gõ ghê. Đó, 1 V. 1 V. Đây, nguồn GFX 1 V. Đó. Đây, ok. Tới bước này là các bạn có thể là cắm cái một là chúng ta dùng cái cổng USB hoặc là các bạn sẽ dùng trực tiếp cái màn hình luôn cho nó chắc chắn. Rồi, các bạn đợi tôi nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ thấy nha. Đây, trắng hình. À, tình trạng trắng hình. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục xử lý. Các bạn thấy không? Cực kỳ khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ tháo bỏ cái con lên sao phải xem. Những dòng này rất dễ bị lỗi lên là sao nó cũng gây tình trạng trắng hình hoặc là cái tắt nha các bạn. Chúng ta chú ý, tôi sẽ tháo bỏ ống len này. Ok. Cố gắng làm xong anh này để chúng ta xem nón thôi. Việt Nam với Indonesia. Rồi, kích ngô. Đây, tôi đã kích ngô đây. Đây, ok. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, mình rồi, HDD nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc video sửa men dầu Sony MVIT223. Đó là tình trạng kích tắt mắt nguồn về co và trắng hình. Rồi, video đến đây xin kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau nha.